Hôm nay là ngày 28 Tết, đi quay cảnh hội hoa xuân của đường 16 tháng 4, trung tâm tỉnh Ninh Thuận cho mọi người xem. Ai cái đăng ký kênh này, đăng ký giúp mình. Cái này mai nó cũng ít cánh, nó nằm cánh thuần chủng nè. Mà giờ nó uống cái thân, nó thân rồng cho nên rất đẹp. Uống thân rồng đẹp lắm, nhưng mà nụ thì nó hơi ít. Cái thân thì chắc lúc nhỏ nó uống theo cái kiểu hình thù, nó xoắn, nó lấy cọng gì, nó lấy cọng dây nhôm nó xoắn, xoắn từ nhỏ. Nó có những cái mai nhỏ đó, nó xoắn từ nhỏ vậy, nó cong rồi thẳng rồi lớn là nó cong luôn. Hai cái chỗ này rất là cầu kỳ á. Đi tới con. Hai chậu vô trùng vô cùng cầu kỳ. Đặc biệt cái chậu hoa hoa này là hoa cúc, nhưng mà không phải hoa cúc, là hoa vàng thọ. Hoa vàng thọ, hoa cúc. Hoa lai cúc. Hoa vàng thọ lai cúc nha mọi người. Trồng từ nhỏ luôn. Trồng sẵn trong chậu luôn. Chắc chậu này tầm khoảng từ 1 triệu mấy đến 2 triệu. Mai quá đẹp luôn. Cái mai rừng quá đẹp. Nằm cánh thuần chủng luôn nè. Mai nằm cánh thuần chủng. Không ghép viết gì luôn. Mai nằm cánh thuần chủng đẹp luôn. Bên kia là hoa mặt trời. Hả? Sao? Đây có. Giờ chỗ nào cũng chưa quay. Hả? Qua mặt gà đi. Đây để quay cái bụi bông điện thoại coi. Thọ đẹp quá. Bông điện thọ đây. Còn cái mai này mới đẹp nè. Cái mai này nó trổ bông nhiều quá. Đó. Cái mai cúc nè. Mình anh vô đứng quay luôn mình anh. Cái đúng cúc luôn anh. Hay ngồi xe đi. Mai này bông mai cúc không? Mai cúc chứ anh. Cây đó là kìa. 3 triệu không anh? Mai này ở đâu mà có hay thôi. Cái này là xứ bên về Bình Định đúng không? Dạ. Mai xứ Bình Định mới có những cái mai đẹp vậy chứ. Ở Phan Rang có năm cánh à. Mai Phan Rang nè. Năm cánh, tám cánh mai rừng. Mai rừng á. Mai rừng Vĩnh Hảo. Đó, mai rừng Hồ Sơn. Hồ Sơn hả? Mai nói. Mà nói là dưới đây không anh? Dưới Vĩnh Hy hả? Mà nó là huyện Ninh Sơn. Huyện Ninh Sơn. Cái mai cũng đẹp gớm. Năm cánh là đã thuần luôn á. Chưa ghép chưa gì á. Đây coi. Mai 8 cánh. 2, 4, 6, 7. Có khi ra 8. Cái mai rừng. Rừng. Góc mai rừng. Còn mấy cái mai này, mấy cái mai nhỏ mới. Hả? Có mấy cái nụ bị rụng luôn. Góc mai nhỏ nè. Cái mai cúc. Mai cúc là một những loại mai quý hiếm. Mai cúc nụ nhiều ghê. Mà bông nào ra bông ra. Bông nào đáng bông à. Năm nay cũng chơi cũng mai cúc rồi lấy ra. Bông mai cúc rất đẹp. Mấy năm thì có bông rồi, năm nay ra. Do bị trái mùa. Ở đây toàn mai cúc không?
Mai cúc quá đẹp luôn. Đó. Cái mai cúc toàn tập luôn, nở hết luôn à. Nở không còn cái bông nào hết. Cái mai này, cái mai 5 cánh, 8 cánh nè, thuần. Cái mai này mai thuần chủng. Mai này mai chưa có ghép, chưa còn chưa gì hết. Còn cái mai này toàn nụ không. Nụ quá nụ luôn. Có hoa kiển năm nay của ở tỉnh Ninh Thuận rất là đẹp, rất là nhiều cái loại hoa, loại mai, hình thù, góc cạnh rất là đều, rất đẹp. Chủ yếu là do nghệ nhân từ phương xa ở Phú Yên hoặc là Tuy Hòa chở vô bán nè, chứ Ninh Thuận mình là mai cái mai dán thẳng không à, không có mai uống cạnh như lại mai uống cái hình cong cong. Không có. Nó bị rung á. Anh cái cây, cái cây mai rừng là bao nhiêu tiền ạ? 10 triệu. Còn cái cây, hai cây trong cũng giống vậy luôn. Nuôi mình nuôi sống nổi không anh? Sống chứ, đó, mình nuôi đó em coi rồi. Dạ. Nó nuôi sống là mà không nuôi sống gì nữa. À. Nuôi sống là vòng. Còn không nữa chết thì chết. Hả? À. Thôi đủ mến nó cứ chở cho mình vậy. Hoa vàng thọ. 4 kỳ luôn. Hoa vàng thọ bông to. Hoa vàng thọ bông to khiếp luôn. Hai chậu bông vàng thọ này đồng thanh đồng thủ á, nó rất đẹp luôn. Ông cái này vàng thọ con à, vàng thọ đó, qua vàng thọ nè, bao bọc sẵn luôn, ai mua chở luôn. Chậu vàng thọ giờ này nhiêu tiền vậy anh? Này đây con, này hai chậu vàng thọ lớn. Chậu này chắc tầm khoảng 500-600 ngàn quá. Quá đâu. Đi thôi. Hoa trang Đà Lạt. Cây đẹp quá. Hoa trang Đà Lạt. Rồi tạm biệt video nhé.